Chào mọi người, trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách chuyển một đoạn văn bản tiếng Anh thành giọng đọc. Thì đầu tiên bạn vào Google, bạn search từ khóa đó là Test to Speak. Thì ở đây nó sẽ hiện lên kết quả đó là một cái website đó là Form Test to Speak.com. Bạn vào website này ha. Nhiệm vụ tiếp theo của bạn là tìm ra một cái file tin tức tiếng Anh ha, để copy một cái đoạn văn bản nào đó. Ở đây mình sẽ thử một cái tin tức này ha. Ví dụ như tôi muốn copy một đoạn văn bản như thế này. Bạn chỉ việc tô đen. Sau đó copy, sao chép ha. Và paste qua đây. Thì ở đây nó có giới hạn là 50.000 ký tự ha. 50.000 ký tự cho một file ha. Nên là bạn copy thoải mái luôn. Ở đây tôi sẽ thử cho bạn một đoạn văn bản dài luôn ha. Đây. Và đây là cái ngôn ngữ ha. Đây là tiếng Anh. Đây tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Ý ha. Tiếng Nga. Còn đây là giọng ha. Ở đây có ví dụ như tiếng Anh thì nó có 5 giọng. Tôi sẽ chọn mặc định là cái giọng giọng này ha. Và tốc độ thì mình để là vừa. Sau đó nhiệm vụ tiếp theo của bạn là chỉ cần bấm vào nút này thôi. Thì đối với đoạn văn bản này thì có 2 phút ha, bạn phải chờ 2 phút để xuất ra ha. Tại cái đoạn văn bản này cũng hơi dài ha. Cũng gần 5.000 ký tự. Và đây, bây giờ bạn đã có một cái file MP3, bạn có thể nghe thử ha. Inmates at Liverpool Prison are being kept in the worst living conditions inspectors have ever seen, Cái file according này to a đến 5 phút report ha, seen by 5 phút BBC 24 giây này. News. Rồi, tiếp theo bạn chỉ cái việc là download về thôi. Inmates at Download cái file Liverpool video Prison về. are being Download kept cái in the worst file living MP3 về ha. conditions inspectors have ever seen, Đây. according to a report seen by BBC Cái nút News. download này đây. Rats and Bạn bấm cockroaches vào were đây ha. rife, with one area of the jail so dirty, Vậy là infested cái and file download đã hazardous it download could về not máy be của bạn. cleaned. Nó nằm trong thư mục download ha. Đấy, nằm trong mục download. Inmates at Liverpool Prison are being kept in the worst living conditions inspectors have ever seen. Vậy là tôi đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách chuyển một đoạn văn bản thành giọng đọc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.